Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh vừa chủ trì họp Ban chỉ đạo xây dựng phát triển 5 huyện thành quận. Theo lộ trình, Hà Nội phấn đấu đến cuối năm nay, hai huyện Đông Anh và huyện Gia Lâm được công nhận thành quận. Năm 2025, tập trung thực hiện mục tiêu này tại hai huyện Thanh Trì và Hoài Đức. Để đạt mục tiêu đề ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các sở ngành với vai trò đầu mối cần chủ động phối hợp giải quyết những khó khăn, tạo điều kiện cho các huyện hoàn thành các tiêu chí. Đến nay, huyện Đông Anh và Gia Lâm đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, trình Bộ Xây dựng xem xét, công nhận các tiêu chuẩn theo quy định, từ đó làm cơ sở hoàn thiện đề án trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt đề án thành lập quận. Và nếu cuối năm nay đề án này được thông qua, năm 2025, hai huyện Thanh Trì và Hoài Đức được thành phố tập trung đầu tư phấn đấu lên quận sẽ tạo nên nhiều thay đổi về cơ sở hạ tầng, đời sống cho người dân. Đồng thời, có tác động tích cực tới diện mạo đô thị nói chung, thị trường nhà đất trong khu vực này nói riêng trong thời gian tới. Nhằm lập lại trật tự khu vực bãi sông, ngoài đê sông Hồng, sông Đuống trên địa bàn Hà Nội, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thành lập đoàn giám sát về công tác quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại các vị trí này. Đoàn giám sát sẽ xem xét, đánh giá việc thực hiện công tác quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng khu vực bãi sông ngoài đê. Qua đây cũng chỉ rõ các kết quả đạt được, những vướng mắc khó khăn, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong công tác tổ chức quản lý, sự tuân thủ các quy định của pháp luật. Thông qua hoạt động giám sát, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ kiến nghị các giải pháp tăng cường thực hiện công tác quy hoạch và quản lý, đầu tư xây dựng theo quy hoạch nhằm lập lại trật tự xây dựng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tại khu vực bãi sông, ngoài đê sông Hồng, sông Đuống. Thưa quý vị, ba luật liên quan đến bất động sản chính thức có hiệu lực với nhiều quy định mới. Tuy nhiên, mong muốn hạ nhiệt giá bất động sản vẫn chưa được như kỳ vọng. Thậm chí theo ghi nhận của phóng viên bản tin, nhiều đối tượng hoặc nhóm lợi ích còn lợi dụng sự thiếu tìm hiểu và cập nhật thông tin các quy định mới để đẩy giá bất động sản tiếp tục leo thang. Ví dụ như chung cư tại Hà Nội, năm 2023, căn hộ chung cư cao cấp có giá 50 đến 70 triệu đồng một mét vuông, nay tăng lên mức từ 70 đến 100 triệu đồng, tăng 100% so với năm 2015. Dù hạ tầng, giá nguyên vật liệu, tỷ lệ lạm phát không có nhiều biến động. Sự tăng giá đã được xem có nhiều yếu tố bất thường, có hiện tượng thổi giá, làm giá đầu cơ. Về việc này, Bộ Xây dựng cũng đã đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản. Ba luật đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản có hiệu lực đi vào cuộc sống sẽ khắc phục nhiều vấn đề hạn chế về pháp lý, giải tỏa khó khăn, giúp các dự án đẩy nhanh tiến độ, phát triển nguồn cung. Người có nhu cầu mua nhà ở Hà Nội thông qua sự phát triển của mạng xã hội đang khá đồng lòng khi thể hiện sự quyết tâm khi dừng mua nhà Hà Nội để tránh ngáo giá. Như ở group này, số lượng người tham gia sau vài tháng tăng lên nhanh chóng. Có thể thấy nhu cầu an cư là rất lớn và tinh thần học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm mua bán bất động sản cao của người dân. Tuy nhiên cũng cần nhắc lại, mạng xã hội là không gian ảo nên khi chia sẻ thông tin cần chắt lọc và lựa chọn đúng đắn. Khi giá nhà đất tăng cao thì nhà ở xã hội được coi là cứu cánh của người thu nhập thấp. Và để tăng quỹ nhà, hạn chế sự lãng phí, chủ trương chuyển đổi nhà tái định cư, nhà ở sinh viên chưa đưa vào sử dụng sang nhà ở xã hội đã nhận được sự ủng hộ lớn. Dù nhận được sự đồng thuận cao nhưng kết quả không như mong muốn, nguyên nhân do cơ chế chính sách và thủ tục chuyển đổi. Ví dụ, nhà tái định cư, nhà ở sinh viên được xây dựng bằng ngân sách. Do vậy, đây là tài sản công thực hiện theo luật quản lý tài sản công. Để chuyển đổi sang nhà ở xã hội để bán sẽ phải xác định giá trị, lên đơn giá làm cơ sở định giá. Trong khi đó, tổ chức nào có trách nhiệm, thành phần tham gia ra sao, việc xác định và thẩm tra như thế nào chưa có quy định rõ ràng. Ngoài ra, diện tích tiêu chuẩn nhà ở xã hội cho phép từ 25 đến 70 m2 một căn hộ, nhưng 70% số căn hộ tái định cư hiện nay có diện tích lớn hơn tiêu chuẩn này. Việc thiếu quỹ nhà giá rẻ cũng ảnh hưởng tới giá thuê nhà trọ tăng cao, nhất là khi năm học mới cận kề, một lượng lớn sinh viên các tỉnh sẽ đổ về Hà Nội. Theo ghi nhận, giá thuê phòng ở các khu vực trung tâm gần các trường đại học như Dịch Vọng, Quan Hoa, Trần Thái Tông, Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Chùa Láng, Pháo Đài Láng, Láng Hạ, quận Đống Đa đều tăng cao. Trung bình người thuê phải mất từ 3 đến 5 triệu đồng một tháng cho một phòng khép kín có diện tích từ 20 đến 25 m2. Thậm chí có những phòng có giá từ 5 đến 8 triệu đồng một tháng nếu có đủ tiện ích, điều hòa, nóng lạnh. Có thể nói, việc giá nhà trọ tăng cao cùng với đà tăng của điện, nước đang khiến hầu hết người thuê trọ gặp khó khăn và áp lực rất lớn trong cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày ở thủ đô.
Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh hiện chưa áp dụng bảng giá đất điều chỉnh từ mùng 1 tháng 8. Theo lý giải thành phố, việc điều chỉnh bảng giá đất mới thu hút sự quan tâm rất lớn từ dư luận và cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư. Vì vậy, cần xem xét kỹ lưỡng trước khi áp dụng. 4 năm đầu tư vào thị trường kinh tế trọng điểm phía Bắc và phía Nam, đại diện đơn vị này cho biết, ngoài thuận lợi trong tiếp cận triển khai nhiều dự án, thì trở ngại lớn hiện nay là giá bất động sản đang có dấu hiệu tăng nhanh và nóng với tốc độ từ 10 đến 20% một năm. Điều này vô hình chung khiến tổng chi phí đầu tư vào Việt Nam tăng lên và gián tiếp làm giảm tính cạnh tranh, hấp dẫn. Tôi nghĩ rằng là yếu tố minh bạch là yếu tố rất là quan trọng. Việc chúng ta có quỹ đất lớn thì chúng ta sẽ kiểm soát được cái chi phí tăng giá và chúng ta đâu đó sẽ giảm cái việc là đầu cơ và lãng phí nguồn lực đất. Tại vì luật đất đai mà giúp chúng ta là tránh lãng phí nguồn lực đất đai thì chúng ta cũng sẽ có những quỹ đất mới để cho các nhà đầu tư khác phát triển dự án. Tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế xã hội mới đây, lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay dư luận đang rất quan tâm đến việc bảng giá đất mới. Đây cũng là thông tin tác động đến nhiều đối tượng nên cần bàn thảo, xem xét kỹ lưỡng. Việc điều chỉnh bảng giá đất gồm 7 bước và Sở Tài nguyên Môi trường đã hoàn thành 6 bước. Toàn bộ dữ liệu của đơn vị tư vấn thu thập trên toàn địa bàn được cân chỉnh lại và chuyển cho tổ giúp việc của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét thẩm định. Cái việc mà xây dựng cái lần này chúng ta cũng căn cứ vào cái dữ liệu thị trường để chúng ta điều chỉnh cho nó phù hợp với tình hình giá đất của thành phố. Đây đó là cái điều mà chúng tôi cũng rất là cầu thị tiếp thu. Trước đó, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét chưa nên ban hành bảng giá đất áp dụng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, mà nên tập trung xây dựng bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, theo quy định của Luật Đất đai 2024. Trong dự thảo này, giá đất tại nhiều quận có thể tăng trung bình từ 5 đến 10 lần. Thậm chí một số địa phương thuộc khu vực ngoại thành và vùng ven dự kiến điều chỉnh từ 15 đến 50 lần so với hiện tại. Ngoài việc chưa ban hành dự thảo bảng giá đất thời điểm này, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cũng kiến nghị từ nay đến năm 2025, thành phố cần đánh giá tác động của dự thảo bảng giá đất lần đầu với người sử dụng đất tại hơn 13.000 thửa đất chưa cấp sổ, cũng như với doanh nghiệp, nhà đầu tư có nhu cầu rót vốn vào dự án bất động sản. Từ nay cho đến cuối năm 2024 và thậm chí qua đến năm 2025 thì thành phố đã tập trung để xây dựng thật hoàn chỉnh cái dự thảo bảng giá đất này để lấy ý kiến để đánh giá tác động đối với những đối tượng bị tác động. Đó. Và chúng ta sẽ ban hành cái bảng giá đất đúng như quy định của luật đất đai là bảng giá đất lần đầu sẽ được ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Trong tháng 7 năm 2024, số lượng hồ sơ đất đai của Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng. Toàn địa bàn tiếp nhận gần 40.000 hồ sơ, nhiều nhất vẫn là mua bán, thế chấp. Do hồ sơ tăng nên nguồn thu liên quan đến đất đai của thành phố trong 7 tháng qua là hơn 12.000 tỷ đồng. Điều này cho thấy người dân có nhu cầu cao về lĩnh vực giao dịch, thế chấp bất động sản. Việc xây dựng bảng giá đất mới rất quan trọng, nhưng cần được xem xét kỹ lưỡng trước khi áp dụng để tiệm cận được thị trường. Cũng để nhanh chóng triển khai và đưa luật đất đai 2024 vào cuộc sống, Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố việc phân cấp đơn vị tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đất đai theo quy định. Theo đó, Ủy ban Nhân dân cấp quận, huyện, thành phố Thủ Đức sẽ tiếp nhận hồ sơ của cá nhân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài cho 4 thủ tục như cấp giấy chứng nhận lần đầu, xác định lại diện tích đất ở, đính chính giấy chứng nhận lần đầu có sai sót, thu hồi bị hủy bỏ. Trong khi đó, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai được giao tiếp nhận hồ sơ đối với các thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận khi có biến động, thay đổi khác. Thưa quý vị, để hiểu rõ hơn về quy định trình tự thủ tục xây dựng bảng giá đất mới, tại Điều 14 Nghị định 71-2024 NĐ-CP vừa ban hành đã đề cập rất chi tiết cụ thể. Tổ chức thực hiện định giá đất tiến hành xác định giá đất cụ thể gồm các nội dung: điều tra, khảo sát, thu thập thông tin phục vụ việc xây dựng bảng giá đất, xác định loại đất, khu vực, vị trí đất tại từng xã, phường, thị trấn đối với khu vực xây dựng bảng giá đất, xác định loại đất, tổng số thửa đất của mỗi loại đất đối với khu vực xây dựng bảng giá đất. Tổng hợp hoàn thiện hồ sơ kết quả điều tra, khảo sát, thu thập thông tin tại cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh, phân tích đánh giá kết quả thực hiện bảng giá đất hiện hành đối với việc xây dựng bảng giá đất theo khu vực và vị trí.
Tổng hợp kết quả điều tra khảo sát, thu thập thông tin, thiết lập vùng giá trị, lựa chọn thửa đất chuẩn và xác định giá cho thửa đất chuẩn, lập bảng tỷ lệ so sánh đối với việc xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn. Xây dựng dự thảo bảng giá đất và dự thảo báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xây dựng dự thảo tờ trình về việc ban hành bảng giá đất, đăng hồ sơ lấy ý kiến đối với dự thảo bảng giá đất trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời gian 30 ngày. Lấy ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo bảng giá đất của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, các tổ chức thành viên của mặt trận, cơ quan thuế, tổ chức công chứng nhà nước, tổ chức tư vấn xác định giá đất. Tiếp thu hoàn thiện dự thảo tờ trình về việc ban hành bảng giá đất, chỉ đạo tổ chức thực hiện định giá đất tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo bảng giá đất và báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất. Sở Tài nguyên và Môi trường trình Hội đồng thẩm định bảng giá đất hồ sơ trình thẩm định bảng giá đất. Hội đồng thẩm định bảng giá đất thực hiện thẩm định bảng giá đất và gửi văn bản thẩm định bảng giá đất về Sở Tài nguyên và Môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo bảng giá đất theo ý kiến của Hội đồng thẩm định bảng giá đất trình Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng Nhân dân cung cấp quyết định bảng giá đất, công bố công khai và chỉ đạo cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Những thông tin trên đã khép lại bản tin Nhà đất và Đầu tư hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!